Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình có những tin chính sau đây. Tiếp tục cụ thể hóa các cương lĩnh nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, làm tốt công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đây là nhiệm vụ đặt ra tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Hà Nội sáng nay. Các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai nhiệm vụ năm 2019 với một khí thế mới, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Để những chủ trương của thành phố đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận của nhân dân, có vai trò không nhỏ của những cán bộ ở cơ sở. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2018 và 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, năm qua, các đề án nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, tiếp thu ý kiến rộng rãi, tập hợp được trí tuệ của các cấp, các ngành. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu ban hành số lượng lớn các văn bản với chất lượng tốt, coi trọng cả xây và chống, giúp các cấp ủy tổ chức Đảng triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Bên cạnh những thành tích đạt được rất đáng ghi nhận, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành cần chú trọng nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh, nghị quyết Đại hội 12, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cùng với chú trọng đến công tác cán bộ thường xuyên, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch, tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ. Các cấp ủy tổ chức Đảng, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019. Năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung trình các hội nghị Trung ương 7, 8, 9 khóa 12, lấy ý kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương và phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, tham mưu kiện toàn nhân sự cấp cao, cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đồng thời giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa ổn định với đổi mới, phát triển, thực hiện toàn diện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, chủ động chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng, bảo đảm nâng cao chất lượng và cơ cấu hợp lý, cùng nhiều kết quả quan trọng khác. Năm 2019, ngành tổ chức xây dựng Đảng sẽ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm lớn là tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thống nhất những tiêu chuẩn, tiêu chí về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và nhà nước. Cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao mức sống của người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Đây là mục tiêu được nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam. Tại hội nghị, thành phố Hải Phòng kiến nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nâng định biên cho các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung để đáp ứng với tình hình thực tế, đề xuất đưa các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung vào danh mục chương trình mục tiêu trợ giúp xã hội để có kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất tại các đơn vị này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội biểu dương thành phố Hải Phòng đã có nhiều chính sách an sinh xã hội tiến bộ, chăm lo tốt đời sống cho người có công, người nghèo, gia đình chính sách, quyết liệt trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, công tác vận động và điều trị cai nghiện trong thời gian qua. Chiều tối nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt tiếp xúc các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Đây là dịp để các đồng chí lãnh đạo thành phố chia sẻ tình cảm và bày tỏ sự tri ân đối với đội ngũ làm công tác báo chí đã cổ vũ, ủng hộ sự phát triển của thành phố Hải Phòng trong năm qua. Tới dự có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cùng đông đảo đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành, thành phố và các cơ quan quản lý báo chí của thành phố. Năm qua, 45 cơ quan báo chí địa phương, trung ương trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã quan tâm, theo sát và tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các sự kiện chính trị nổi bật, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thể hiện được khát vọng đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với những nỗ lực đổi mới, năng động, tạo sự chuyển biến thực sự và toàn diện. Các cơ quan báo chí đã đăng tải hơn 15.000 tin bài, tập trung tuyên truyền trên tất cả lĩnh vực, góp phần cổ vũ động viên các cấp ngành, các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời phát huy vai trò đi đầu của báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, những vấn đề tiêu cực của đời sống xã hội. Với vị thế là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng, là diễn đàn của nhân dân, có thể khẳng định báo chí trên địa bàn đã đóng góp quan trọng vào những thành tích chung vì sự phát triển của Hải Phòng. Trong không khí ấm áp, thân tình của buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố thời gian qua. Năm 2018 là năm Hải Phòng tiếp tục đạt được thành công toàn diện trên mọi lĩnh vực. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí, các nhà báo đã chủ động tích cực, phản ánh toàn diện, kịp thời mọi diễn biến của đời sống chính trị xã hội, củng cố thêm sự đồng thuận tin tưởng của các tầng lớp nhân dân. Các tác phẩm báo chí đã góp phần lan tỏa một Hải Phòng đổi mới sáng tạo, văn minh và thân thiện. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Văn Thành biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích đóng góp của các nhà báo trong thời gian qua và đề nghị các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, văn phòng đại diện quan tâm đến việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, tạo ý chí thống nhất, sự đồng thuận cao trong nhân dân, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, nghiêm khắc loại bỏ những thông tin sai trái, thiếu kiểm chứng, xa rời tôn chỉ mục đích, xây dựng một cộng đồng báo chí lành mạnh. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn cần làm tốt việc định hướng tuyên truyền tích cực, cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành hy vọng và mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố, góp phần đưa Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với sự kỳ vọng và tin yêu của nhân dân. Sáng nay, đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị. Tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về kết quả thành tựu của thành phố trong năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai trong năm 2019, việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết 2018. Theo đó, sau 4 năm thực hiện chính sách đất đai mới, công tác quản lý đất đai đã đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó chính sách về thu hồi đất đã có nhiều điểm mới, khắc phục được một số bất cập của luật đất đai năm 2003, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Luật đất đai đã cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ của nhà nước đối với người sử dụng đất. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát của Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong công tác thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai, đặc biệt là những ý kiến đóng góp về thuận lợi và tồn tại của luật đất đai năm 2013 trong quá trình triển khai từ thực tiễn của thành phố.
Chiều nay, Sở Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019 và ký giao ước thi đua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích đã tới dự. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh về sự tăng trưởng của thành phố Hải Phòng trong năm 2018, trong đó ghi nhận sự đóng góp quan trọng của ngành tài chính trong việc thu ngân sách, theo dõi quản lý tốt các khoản chi và các lĩnh vực liên quan, phối hợp tốt với các sở ngành giải ngân kịp thời các nguồn vốn về xây dựng cơ bản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu trong năm 2019, ngành tài chính tập trung cao trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung cao độ quyết toán các dự án tái định cư, hoàn thành dứt điểm trong 6 tháng đầu năm 2019, quan tâm giải quyết nợ trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án, kiểm tra phân cấp kinh phí cho các quận huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ngành tài chính quan tâm thực hiện tốt thủ tục thu chi về giải phóng mặt bằng, thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển, tập trung thẩm định giá đất, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt việc thu phí, quản lý tài sản công, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra đấu giá nhà của nhà nước, bàn giao tòa nhà Cadbi Plaza về thành phố, rà soát lại các dự án lớn trước đây để tăng thu ngân sách của thành phố. Nhân dịp này, Phòng Tài chính kế hoạch các quận huyện và các phòng thuộc sở ký giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở Giao thông Vận tải sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận những kết quả đạt được của ngành giao thông vận tải, đồng thời nhấn mạnh đứng trước nhiệm vụ hoàn thiện hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, đòi hỏi ngành giao thông vận tải cần tập trung rà soát quy hoạch, kế hoạch để tham mưu cho thành phố, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình có tính đột phá về phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn, trọng tâm là các dự án kết nối hạ tầng cảng biển, cảng hàng không, phát triển kinh tế biển và khắc phục ùn tắc tai nạn giao thông, góp phần đưa thành phố phát triển bứt phá và bền vững. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình trao huân chương lao động hạng 3 cho tập thể Ban quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải vì có những thành tích xuất sắc giai đoạn 2013-2018. Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Sáng nay, các đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tới dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của quận Lê Chân, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, thu ngân sách đạt được trong năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình đề nghị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, quận Lê Chân cần đẩy mạnh tăng thu ngân sách, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, bám sát và triển khai hiệu quả hơn nữa nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố trong công tác chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiến tới cung cấp dịch vụ công cấp độ 3 và 4, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, tập trung bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại hội nghị, Chủ tịch nước đã tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Sáng nay, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chủ trì kỳ họp thứ 12 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 13, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bùi Đức Quang đã tới dự. Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tập trung vào các nội dung như củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và thành phố phát động, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố, thống nhất một số nội dung trong kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước đối với người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội cho người hưởng chế độ bảo trợ,
người nghèo, cận nghèo. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 đặt ra đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ của đơn vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách của Trung ương và thành phố về hỗ trợ nhà ở cho những hộ gia đình người có công với cách mạng còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Trước mắt, ngành tập trung cùng thành phố tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, bảo đảm chu đáo, đúng đối tượng và thời gian. Cùng với đó, tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Nhân dịp này, Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể cá nhân được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương khen thưởng. Sáng nay, bảo tàng ngoài công lập đầu tiên của thành phố Hải Phòng, Bảo tàng Quang Minh đã chính thức ra mắt và công bố quyết định cấp phép hoạt động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tới dự. Bảo tàng Quang Minh nằm trong khuôn viên xí nghiệp tập thể Thương binh Quang Minh với diện tích gần 3.000 m². Từ năm 2015 đến nay, xí nghiệp đã đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng các hạng mục công trình bao gồm khu trưng bày trong nhà, khu văn phòng, kho lưu trữ, hội trường và khu trưng bày ngoài trời. Đặc biệt, năm 2018, xí nghiệp tập thể Thương binh Quang Minh tiếp tục triển khai dự án quy hoạch và nâng cấp bảo tàng Quang Minh, xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bức phủ điêu tái hiện quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng đất nước từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thời gian qua, Bảo tàng Quang Minh đã sưu tầm và trưng bày hàng trăm hình ảnh, kỳ vật phản ánh những thông tin chân thực về quá trình chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng của quân và dân ta và những đóng góp to lớn của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giới thiệu những thành tích, kinh nghiệm trong công tác và lao động sản xuất của các thế hệ cán bộ, đảng viên, thành viên và người lao động của xí nghiệp. Đánh giá cao sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ nhân viên xí nghiệp tập thể Thương binh Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đề nghị bảo tàng cần tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể, trường học, tăng cường tổ chức các hoạt động tham quan, giới thiệu các tư liệu, hiện vật lịch sử có giá trị, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã tới dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hồng Bàng nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng. Trong dịp mùng 3 tháng 2 năm nay, Đảng bộ quận Hồng Bàng có 124 đảng viên được Thành ủy Hải Phòng quyết định tặng huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng. Cũng trong dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho Ủy ban Kiểm tra quận ủy Hồng Bàng. Quận ủy Hồng Bàng công bố quyết định thành lập Đảng bộ khối các cơ quan quận Hồng Bàng, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng sáng nay, đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế trân trọng cảm ơn các nhà đầu tư trong năm qua đã nỗ lực cố gắng đồng hành cùng thành phố làm nên thành tích 2,4 tỷ đô la Mỹ thu hút đầu tư FDI của năm 2018, khẳng định kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục được thành phố tập trung hoàn thiện trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Văn Mợi nhấn mạnh, nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, năm 2019, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng sẽ tiếp tục cắt giảm thủ tục đầu tư, thời hạn cấp phép đầu tư không quá 2 ngày, cấp phép xây dựng không quá 20 ngày và đặc biệt là cấp giấy chứng nhận xuất xứ trong ngày. Để đạt tới mục tiêu thu hút 1,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019, đồng chí mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục chia sẻ và đồng hành cùng thành phố. Cần chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của thành phố, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, tham mưu cho các sở ngành các vấn đề liên quan đến hợp tác đa phương, song phương trên nhiều lĩnh vực. Những yêu cầu trên được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành đặt ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở Ngoại vụ Hải Phòng diễn ra sáng nay. Năm 2019, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội cao hơn so với năm 2018. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành đề nghị Sở Ngoại vụ Hải Phòng tiếp tục bám sát và thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương và thành phố, quan tâm tìm hiểu, đánh giá đúng và khai thác tốt năng lực của các nhà đầu tư nước ngoài, chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, đáp ứng tốt nhu cầu công việc trong tình hình mới. Phát biểu tại phiên họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Hải Phòng chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban đại diện đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, nhất là về chất lượng tín dụng và huy động tiền gửi, hoạt động ủy thác vay vốn.
lưu ý những tồn tại làm hạn chế hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội, các ngành đơn vị ủy thác tăng cường tuyên truyền về tính ưu việt của nguồn vốn tín dụng, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với đồng vốn ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện cuộc sống. Năm 2018, hơn 32.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh. Chiều nay, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan đã kiểm tra công tác tổ chức lễ khai trương tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza và khách sạn Vinpearl Imperial Hải Phòng. Trong chiều nay, tập đoàn Vingroup đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị lễ khai trương theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành, địa phương liên quan phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, thông tin tuyên truyền về sự kiện. Đề nghị tập đoàn Vingroup phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị tốt công tác lễ tân, khánh tiết, đón tiếp khách mời và các phần việc liên quan, bảo đảm để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2018, bộ mặt thành phố Hải Phòng khởi sắc mạnh mẽ nhờ những chủ trương đúng đắn của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong chỉnh trang căn bản diện mạo khu vực đô thị cũng như nông thôn. Để những chủ trương của thành phố đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận của nhân dân, có vai trò không nhỏ của những cán bộ ở cơ sở. Nhiệt tình, năng động, biết lắng nghe dân, những người bí thư chi bộ ở các tổ dân phố, các thôn xóm đang thực sự là cầu nối vững chắc giữa dân với đảng. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện về một trong 178 bí thư chi bộ, trưởng thôn và tổ dân phố tiêu biểu, những người sẽ được biểu dương tại lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của thành phố Hải Phòng tới đây. Không chỉ giữ chức bí thư chi bộ, ông Nguyễn Minh Toàn còn kiêm luôn vai trò tổ trưởng tổ dân phố đường mới 3 thuộc Đảng bộ phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Với tinh thần trách nhiệm của một đảng viên tiền phong gương mẫu, lại nhiệt tình năng động, vận dụng dân vận khéo trong mọi công tác, ông Nguyễn Minh Toàn đã vận động cán bộ, đảng viên của chi bộ và nhân dân tổ dân phố hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua do thành phố, quận và phường phát động. Mỗi một năm thì thành phố chúng ta đều thay da đổi thịt. Đến bây giờ thấy là cái chủ trương của thành phố thế này, chúng tôi bản thân tôi rất là phấn khởi. Bộ mặt của thành phố thì mỗi ngày mà thay đổi, thế nên trong các ngõ xóm thì phải thay đổi cùng đi lên, chứ không thể ngõ xóm này lội được. Trước kia chúng tôi ở cả khu trong này, các cái ngõ xóm về điện thì tối, thế ngõ xóm thì mưa thì lầy lụt. Thế nhưng mà bây giờ chúng tôi coi như khi có thấy thì bản thân tôi xác định là mình phải vừa là trách nhiệm, vừa là bí thư chi bộ, vừa là tổ trưởng, mà lại là một người cựu chiến binh lính bộ đội Cụ Hồ. Đây là tôi xác định được cái vai trò trách nhiệm của mình, chỉ đạo tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ và các cái trưởng các cái chi hội đoàn thể là cùng vào cuộc, thì đơn giản được nhân dân ủng hộ, đơn giản công việc là đến đâu là nhân dân ủng hộ hoàn thành rất tốt đẹp đến đấy. Với suy nghĩ vậy, trong năm qua thực hiện nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân thành phố về cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo nâng cấp hè đường đã xuống cấp trên địa bàn thành phố, chi bộ đường mới 3 đã cùng với tổ dân phố, các chi hội đoàn thể vận động nhân dân quyên góp kinh phí hơn 110 triệu đồng, cải tạo, nâng cấp được 3 ngõ phố, với tổng chiều dài 112 mét, tiếp nhận quản lý và chăm sóc tốt 16 cây xanh do phường bàn giao, góp phần tích cực chỉnh trang đô thị. Đóng góp của đồng chí Toàn thì cũng là tập trung vào cái việc chỉnh trang đô thị của phường Thượng Lý là trên tổng số là 21 ngõ. Là được giao và cũng đã triển khai thực hiện rất là tốt, đảm bảo 100% và cũng đã thực hiện vượt mức về cái công tác là được giao chỉ tiêu trồng cây trên địa bàn phường. Ngoài vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và đóng góp các khoản quỹ pháp lệnh, quỹ vận động do phường phát động, chi bộ tổ dân phố đường mới 3 đã nêu cao vai trò trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, gương mẫu nghiêm túc thực hiện việc quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết. Với những đóng góp không nhỏ của ông Nguyễn Minh Toàn, 10 năm liên tục tổ dân phố đường mới 3 đều được công nhận là tổ dân phố văn hóa cấp quận. Chi bộ đường mới 3 được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 vừa qua đã thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công, góp phần khẳng định phương châm
Đi đôi với phát triển, thành phố luôn quan tâm phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ người có công với cách mạng. Gia đình ông Trần Ngọc Hải, thương binh hạng 3/4 và là nạn nhân chất độc da cam dioxin, trú tại số 19/146 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, vui mừng và phấn khởi khi đến nay gia đình ông được ở trong một căn nhà khang trang và tiện nghi. Với 40 triệu đồng hỗ trợ và số kinh phí tiết kiệm, giúp đỡ của người thân, gia đình ông đã thực hiện thay thế nhà cấp 4 xuống cấp, hư hỏng nặng trước đây thành một ngôi nhà đẹp đẽ như ông từng mơ ước. Trước đây gia đình tôi thì ở một cái diện tích nhà cửa thì nó chật chội, thế rồi tường rồi mái cứ mỗi khi mưa xuống thì là trên thì dột, dưới thì lụt. Được sự quan tâm của phường, của chính quyền thành phố, rồi của chính phủ để xây được một cái căn nhà bây giờ rất là đàng hoàng. Cũng như ông Hải, nhiều hộ gia đình người có công với cách mạng đều được cán bộ, chính quyền địa phương giúp đỡ thực hiện các thủ tục giải ngân kinh phí nhanh chóng với các biểu mẫu chi tiết, tạo thuận lợi tối đa cho các công trình nhà ở sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thì là lập ngói cái tấm xi măng dài to, thế từ đấy đến bây giờ thì là gạch thì gạch ba banh, thế là nó bây giờ nó xuống cấp quá, tường thì nó mổn hết ra, xong rồi là mưa gió thì nó lụt lội, cũng được hỗ trợ của nhà nước, thế thì sửa được căn nhà này từ đầu năm, kể cả xóm láng là ông mừng rỡ chứ không phải cứu gì nhà mình. Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 đã thông qua đề án về cơ chế chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, có khó khăn về nhà ở. Theo đó, các trường hợp người có công được hưởng hỗ trợ về xây mới và sửa chữa nhà ở, ngoài phần kinh phí như quy định tại quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ là 40 triệu đồng một nhà xây mới và 20 triệu đồng nhà sửa chữa, thành phố sẽ hỗ trợ thêm các hộ vật liệu xây dựng là xi măng và gạch chỉ. Nhà xây mới được hỗ trợ 18.800 viên gạch chỉ, 4,4 tấn xi măng với tổng giá trị gần 32,5 triệu đồng. Đối với nhà sửa chữa, sẽ được hỗ trợ bằng 50% nhà xây mới là hơn 16 triệu đồng. Qua lắm mắt từ cuộc họp giao ban rồi đi xuống các tổ dân phố, thì nhân dân cũng rất là phấn khởi vì được quan tâm của thành phố cũng như của quận, và đặc biệt là cách thức triển khai của phường. Người dân thì rất là tạo điều kiện trong cái việc mà chúng tôi đi xuống cơ sở lắm bắt, đăng ký, cung cấp hồ sơ theo góc độ là cung cấp hồ sơ ra ngoài cán bộ lao động thương binh xã hội phường để phối kết hợp sao rà soát nắm bắt chính xác con người cũng như đối tượng cụ thể. Chúng tôi lập danh sách báo cáo với quận. Theo tính toán của Sở Xây dựng, với mức hỗ trợ như quyết định 22 chỉ đáp ứng 1/3 hoặc 1/4 tổng kinh phí làm nhà. Nay với sự hỗ trợ thêm của thành phố sẽ đáp ứng được nửa giá trị ngôi nhà, giúp gia đình người có công thuận lợi hơn. Với sự quan tâm chăm lo chu đáo của thành phố, năm 2019 tiếp tục hứa hẹn sẽ là năm có nhiều đổi mới, cải thiện về điều kiện nhà ở của người có công, góp phần khẳng định bên cạnh sự đầu tư phát triển, thành phố luôn quan tâm phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ người có công với cách mạng. Nhiều năm nay, người dân xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây chuối lùn vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Từ cây trồng này, cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây đã trở nên khấm khá, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Gia đình ông Trần Văn Nhân là một trong số nhiều hộ dân ở Liên Khê phát triển kinh tế từ cây chuối lùn từ hơn 6 năm nay. Hiện tại gia đình ông đang canh tác khoảng 6 sào chuối lùn. Theo ông Nhân, thời tiết thuận lợi thì không sao, nhưng lo nhất là thời điểm mưa bão, cả gia đình phải tập trung đóng cột, chằng chéo, bao bọc cho từng nải chuối. Những lúc ấy, chỉ mong sao cây không bị đổ, buồng không bị gãy. Vất vả là thế, nhưng bù lại, nhờ cây chuối mà kinh tế gia đình ông ngày càng ổn định. Tháng 5, tháng 6, người ta đã chuẩn bị cọc trước, cho cọc xuống để buộc và chống bão. Cứ thời điểm nào dỗ buồng nó cong này thì bắt đầu cái bóng đi nó buộc vào để giữ mã và đỡ xuất cái quả này. Cũng giống như gia đình ông Nhân, gia đình ông Trần Văn Bật cũng đã gắn bó với cây chuối từ nhiều năm nay. Trước đây, ruộng của gia đình ông Bật cũng cấy lúa nhưng hiệu quả kém. Sau đó, nhận thấy giống chuối này dễ trồng, sống khỏe, lại cho năng suất và thu nhập cao. Ông đã chuyển đổi toàn bộ diện tích hơn 10 sào đất trồng lúa sang trồng chuối.
Nhờ chịu khó chăm sóc, hàng năm vườn chuối của gia đình ông luôn cho buồng lớn, quả đẹp, nảy cong, mã sáng. Mỗi năm, trừ chi phí, tiền lãi thu được từ 6 đến 7 triệu mỗi sào, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Buồng to nhưng mà cái nảy nó phải đẹp, mã, mẫu mã nó phải đẹp. Chứ còn nếu mà cứ to mà mẫu mã nó đen hoặc là nó rám là không bán được. Nếu nói về này đẹp thì cái lưu ý của nó là phải khi nó dỗ ra là phải cho bao vào thì nó mới đẹp được. Chứ còn nếu mà không che tốt mà không ép được nó thì nó này nó xấu thì bán kém. Với một địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế như Liên Khê, thu nhập của đông đảo người dân vẫn dựa vào nông nghiệp, thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian tới, địa phương cần có những giải pháp thiết thực, xây dựng kế hoạch bao tiêu sản phẩm để tạo đầu ra ổn định cho vùng chuối, giúp người dân yên tâm sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hơn 300 kg nội tạng động vật, bao gồm lòng lợn và mỡ lợn, tất cả đều đã bốc mùi hôi thối, vừa được các lực lượng chức năng phát hiện khi đang được chuẩn bị trên đường mang đi tiêu thụ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 7 thùng xốp cất giữ khối lượng lớn nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối, được xác định là của Nguyễn Thị Thức, chú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương. Đối tượng Nguyễn Thị Thức không xuất trình được các loại giấy tờ, hóa đơn liên quan đến hàng hóa. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.